Đây là con hến nước ngọt này, hến của sông. Hến mà, hến mà. Hến nước ngọt. Đây, con này về nổi tiếng nhất là gì à? Có món bún hến, cơm hến. Ngon lắm, ở Huế đặc sản đó, thì nó vô rẻ nữa. Đặc sản cơm Huế ngon. Tô 10 ngàn này, ăn ngáp luôn, 10-15 ngàn rẻ lắm. Mà hến được to này, đây con hến to rồi. Hến kia là đái, hến con. Đây là mổ ra, hến đem hào, hến mổ. Mày hến luộc. Mổ ra rồi mà luộc mày hay sao mày? Mổ ra lấy mặt đi. Không phải là luộc. Ai luộc nó đi. À con hến này, hến đấy nấu món, món gì ngon? Mổ ra này mắt là như một cân à? Để nấu cân, nấu cân rau mè, nấu cân rau mồng tơi, rau mồng tơi đâu đây. Bộ bí sao nấu hến? Sao? À sao với hến thì được. Thôi cái tay con nào thấy luôn. Con hến nước ngọt, con này là con tôm, con hến nhặt. Nhặt chứ không phải là đến cái đánh bằng nhặt từng con mày mày đi. Con này mày nhặt ngon, nhặt từng con thì xong à? Hay dùng lưới đánh. À, đi nhặt từng con đi. Cách công này. Nhặt từng con đi con ác. Mà mang lưới mà đánh như thế trời.